những hình ảnh bạn đang xem không phải người ta đang săn đón ngôi sao showbiz nào cả, mà là người đàn ông rất bình thường, thậm chí vẻ ngoài có phần xù xì, thô ráp. Ông gầy gò, làn da đen sạm, đôi chân mòn cả gót. Trên người cũng chẳng có gì đáng tiền, chỉ có cái bát được chế từ lõi nồi cơm điện, ít kim chỉ, vải bố để đắp thêm vào y phục. Những người đi theo ông không ai biết rõ ông là ai, chỉ biết ông được gọi là Thích Minh Tuệ. Thế thì tại sao một người không có chút hào nhoáng nào như vậy lại thu hút được đông đảo người hâm mộ, thậm chí coi ông như là Phật sống? Và tại sao một người trông vô hại lại khiến cho bao nhân vật có tiếng trong giới tu hành phải ý kiến về mình? Ví dụ như thấy một cái tay nó mặc đồ rách, nó ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh. Cũng tào lao, bà trợn. Mà có biết có phải tay nó nói thiệt không? Hiểu coi, nó tu cái gì, nó nói gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy học được bao nhiêu cái, nó sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm, nó đi cái là, đồ đây là bậc thánh cuộc đời của tôi. Đó cũng là ba trợn, đó cũng là tà tư duy. Thế hãy để tôi cung cấp cho bạn một ít background về người đàn ông này. Theo nguồn tin tôi đọc được, cụ thể là tin vỉa hè trên mạng thôi, thì thầy Thích Minh Tuệ sinh ra vào năm 1981 ở Hà Tĩnh, gia đình thầy có 6 anh chị em. Thầy học rất giỏi, từng tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp Tây Nguyên, thầy cũng từng nhập ngũ, từng làm công chức với vị trí là trưởng phòng địa chính huyện ở Đắk Lắk. Với nhiều người thì cuộc sống như thế là không có gì để chê. Thế nhưng một ngày, thầy quyết định từ bỏ tất cả, thầy quyết định tu tập ở một ngôi chùa Đắk Lắk. Tuy nhiên, thì sau một thời gian ngắn thì thầy rời chùa vì thấy bản thân không phù hợp với pháp tu ở đây. Vì cái sự bỏ ngang xương này mà đã có thông tin khẳng định rằng là ông Minh Tuệ không phải là sư, không phải là tu sĩ Phật giáo. Khán giả, Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa có thông báo chính thức về việc những ngày qua dư luận trên mạng xã hội xôn xao về người đàn ông mang hình dáng của một nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Qua tìm hiểu xác minh thì Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở, tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thế thì rốt cuộc là thầy đang làm gì? Và làm như vậy với mục đích gì? Con này thưa anh là con này cũng chả phải là sư, là thầy gì cả. Con là một công dân Việt Nam học tập theo cái lời Phật dạy thôi. Chứ con cũng không mong đến được thành sư hay được thành thầy gì cả. Thầy Minh Tuệ đang thực hành đúng phương pháp là hạnh đầu đà, một trong những phương pháp tu khổ hạnh có từ thời Đức Phật. Cụ thể thì pháp tu này có 13, trong đó thì có những điều như là y phục làm bằng những mảnh vải sạch, khất thực mà ăn, không giữ tiền bạc, sống ngoài trời, ngồi ngủ, không nằm ngủ. Mục đích của phương pháp tu hành này là diệt trừ lòng tham trước 3 vấn đề thiết yếu nhất của đời sống hàng ngày, đó là cơm ăn, áo mặc và chỗ ở, nhờ vậy mà thoát ly khỏi tham dục. Bởi giải thoát, trong ý nghĩa đơn giản nhất là không bị kẹt, bị dính mắc, an nhiên tự tại với mọi thứ trong đời sống hàng ngày. Tôi chưa gặp thầy Minh Tuệ bao giờ, thế nhưng qua các clip có thể thấy thầy ăn nói có phần vụng về, thế nhưng mộc mạc, thật thà. Nhà sư không nhận mình là thầy của ai cả, ngược lại còn một mực xưng con với tất cả mọi người. Xưng hô như thế là một cách để tự nhắc rằng mình chưa có thành tựu gì và đồng thời thể hiện sự tôn trọng và mong cầu cho mọi người có tầm hướng thượng. Con cũng nói với mọi người là con cố gắng con tập học để không có mang cái danh gọi là lừa đảo. Con thì có thực hành cái đời sống phát nguyện ba y bát suốt đời như thế này để tu thành cái trí tuệ cho mình, đạt cái trí tuệ Phật thì tốt đẹp. A Di Đà Phật, con cũng ước nguyện cho mọi người. Ông cũng chẳng nói điều gì cao siêu huyền bí. Nếu có ai hỏi về phương pháp tu hành thì ông chỉ luôn lặp lại là giữ giới và làm việc tốt. Với ông, giữ giới là cốt lõi của tu hành. Sở dĩ một vị khất sĩ đang trên con đường tu học chưa chứng đắc nhiều lại được quần chúng ngưỡng mộ thì tôi nghĩ có một số lý do như sau. Thứ nhất thì thầy Minh Tuệ là biểu hiện đã đoạn diệt được lòng tham. Ông không nhận tiền bố thí mà chỉ nhận nước uống và đồ ăn trước giờ ngọ và không nhận nhiều để dành cho ngày hôm sau. Điều này trái ngược hẳn với lối sống của một số tăng ni sống xa hoa với điện thoại, xe sang và đồng hồ Rolex. Nhiều sư thầy còn dùng một công cụ rất vi diệu được gọi là phước đức để tạo động lực cho Phật tử cúng dường. Rồi thì các thầy xây lên những chùa to Phật lớn, thành lập ban truyền thông để gây dựng tiếng tăm, sức ảnh hưởng của mình. Thứ hai, thầy Minh Tuệ cũng là biểu hiện cho việc đã tận diệt được cái ngã. Khi mà ông xưng con với mọi người, khác hẳn với một số vị sư trẻ mới 30 tuổi mà đã xưng thầy và gọi các cụ 70-80 tuổi là con. Nhà sư khiêm tốn nói rằng mình không chứng đắc gì cả mà chỉ làm theo những gì Phật dạy mà thôi. Ngày xưa,
chư tổ chứng đắc rồi mới đăng đàn thuyết pháp. Ngày nay, do nhu cầu hoằng pháp, các nhà chùa đã tổ chức các lớp huấn luyện giảng sư trẻ. Đời tu chưa được bao nhiêu, cho nên là nói thì hay, thế nhưng lời nói không đi đôi với việc làm khiêm tốn, hại tới giá trị của đạo Phật và làm hoen ố các vị tu hành chân chính. Thế nhưng sự nổi tiếng cũng là con dao hai lưỡi, đem lại những chỉ trích gay gắt cho ông Minh Tuệ. Ông tu theo pháp khổ hạnh đầu đà, thì một số kẻ nhìn vào hành trang và y áo của ông và phỉ báng. Nào là điên khùng, nào là hành xác, thiếu trí tuệ, không theo con đường trung đạo mà Đức Phật khuyến khích. Thế nhưng họ đâu biết rằng, ngay từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã cùng với các học trò của mình đi khất thực khắp nơi. Cho nên là hành trang